một mình như này, mình vẫn phải nghĩ cách gì đấy để hạ gục tên trộm mới được các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy cổ vũ cho mình để mình có thể một mình mà đấu lại được với tên trộm đấy nhá các bạn nhá. Được rồi, được rồi, các bạn hãy lại nhá. Tên trộm đến rồi, mình đi đây. Đây nè các bạn ơi, đây chính là nhà mình nè. Eo ơi, ở trên tầng 2 cao cao kìa các bạn ơi, có một đứa bé tóc vàng hoe, đó chính là Hà Sam Cute Hột Me. Ôi trời ơi, bên dưới kìa các bạn ơi, một tên bụng phệ. Ôi trời ơi, đi này, đó chính là tên trộm các bạn ạ, siêu đáng chết. Rồi ok nha, thì bây giờ hắn đang ngó nghe cái cửa sổ. Ở đây có rất nhiều level các bạn ơi. À, cái game này nó là cái game để trốn tên trộm nè. Wow, cuối cùng là hắn ta bị bắt nè. Đây, xe cảnh sát nè các bạn ơi, ở level 7 nha. Thế nhưng mà đầu tiên ấy, muốn đến được level 7 thì là mình phải chơi level 1. Ok, thì mình sẽ vào level 1. Bố mẹ hôm nay đi chợ siêu thị nha, mua đồ chơi. Nên là anh con ở nhà trong nhà nha, thôi bố mẹ đi đây. Ui, các bạn ơi, bố mẹ mình nè các bạn ơi. Bố mẹ mình, ui dồi ôi, đi nhấp nháy cứ sáng tối một phát là bố mẹ mình đi luôn. Ui, tên trộm kìa các bạn ơi, tên trộm này, hắn nghĩ gì đây? Chắc cái nhà này giàu lắm đây, mình sẽ vào đây mình trộm hết của cải. Wow, các bạn ơi, đáng sợ quá. Thế thì nhiệm vụ lần này của mình sẽ là cái gì đây hả các bạn ơi? Nhiệm vụ lần này của mình ấy, đó là tìm một cái dây và kết nối nó với lại cái cửa ra vào các bạn nhé. Cái cửa ra vào là quan trọng lắm. Cái cửa này là cái cửa tên trộm. Ui dồi ôi, tên trộm nó đang đứng ở ngoài nè các bạn ơi. Ôi dồi, mình sẽ phải tìm cái dây đâu nhỉ. Ui ôi, cái nhà của mình ấy thì nó gọi là nó rộng mênh mông các bạn ạ. À, không biết là cái dây nó ở đâu cơ ơi. Rồi cái cửa này đi, à, mở cửa nè. À, ui ui, cái cửa này là cái cửa nhà tắm hay là nhà cái bếp gì các bạn ơi. Không có cái dây các bạn ạ. À, rồi mình sẽ vào đây. Rồi đập cái cửa mà nó tí nữa nó vô cái quai hàm của mình là rơi răng các bạn ơi. Rồi đi nè, tên trộm nó vẫn còn ngoài kia này các bạn ơi. Rồi mở cửa. Rồi đây là ra đâu đây? À đây là ra vườn hay sao ấy các bạn ạ. Ra vườn. Đóng cửa. Rồi ok. Lên tầng. Trên cái dây kia có cái trên tầng không các bạn ơi? À đi lẹo có thang. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên tầng nha các bạn nha. Wow, trên tầng này các bạn ơi. Trên tầng này các bạn nhìn nhà mình này. Cái nhà có 3 người thôi mà nó giống cái mê cung không hả các bạn ơi? Thôi mở cửa. À đây không phải, đây là sân thượng. Ok, đóng cửa. Thôi đóng vào nó lại rơi vào mồm chết. Rồi bây giờ mình đi nha các bạn nha. Mình sẽ tìm cái dây. Rồi không biết cái dây đâu. À đây, cái dây đây. Ui các bạn ơi, cái dây nó ở đây các bạn ơi. Đi vướng quá mấy cái bàn này. Để linh tinh đồ. À mấy cái đồ này là mình để các bạn. Rồi mình phải gọn gàng hơn nha. Rồi bây giờ thì là mình sẽ phải ra đây để buộc cái dây này vào cái cửa chính nhà mình. Rồi ôi, cái cửa chính này là cái cửa quan trọng. Kìa. Đây, buộc vào đây. Không cho tên trộm vào nhé các bạn ơi. Hồi hộp quá. Mình sẽ chọn vào cửa chính. Ui, hắn chọn vào cửa chính này các bạn ơi. Được rồi, bây giờ. Mình sẽ cho
lấy một trái ớt nóng nóng rồi mình sẽ cho vào cái bát mì đấy các bạn nha. Rồi tên trộm kìa các bạn ơi, tên trộm nó đi ra mình rồi các bạn ơi. À bây giờ mình nấu ở đâu bây giờ? Mình sẽ nấu vào đâu đây? Ôi ôi, cái nhà của mình này nó như mê cung rồi. Ok mình sẽ đi vào đây rồi. À đây 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 là cái phòng gì đây nhỉ? À, cái phòng này là cái phòng gì? À đây là cái phòng, cũng là phòng bếp hay sao các bạn? Có bàn ăn các kiểu này. Rồi mình sẽ đóng cái cửa này vào nha. Bây giờ tên trộm lại đi ra rồi, mình sẽ mở cái cửa này ra. Rồi mở cái cửa này ra. À, mình sẽ đi ra ngoài. Tên trộm là đi xuống cầu thang rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ tìm cái nhà bếp nha các bạn nha. Mà tự nhiên lên mình đang ở tầng dưới mà mình nhảy lên tầng trên làm gì không biết. Tên trộm đi ra ngoài cửa. Ừ, các bạn ơi, đây nè, ra ngoài sân nè. Mà các bạn thấy không, làm gì thời buổi gì mà có tên trộm nào mà đi vào trong nhà người ta mà cứ như nhà mình ấy các bạn ạ. À? Đây là nhà gì đây? Đây là nhà gì đây? À đây là phòng ngủ, đây là phòng ngủ. Phải tìm phòng bếp cơ. Tên trộm nó lại đi vào các bạn ơi. Rồi. Ui, đây không phải là cái phòng bếp. Ui, cái phòng bếp đâu không biết. Rồi. Hắn định vào chỗ mình như sao này. Ui, mở cửa. Ui, đập ngay vào mặt mình. Ớt đây. Rồi ớt đây rồi lấy ớt nè. Rồi di chuyển. Ê, quả ớt đây rồi. Mà sao mình cầm có một quả này? Lấy đã lấy là phải lấy nhiều chứ. Rồi mở cửa. Ui, đây. Cho vào đây. Các bạn ơi, tên trộm rẻ. Bây giờ mình sẽ tìm chuột nha các bạn nha. Ui chuột ơi, chuột ơi. Đấy, những tên trộm nó vào nhà mình nè các bạn ơi. Nó vào nhà mình, nó đi ăn trộm mà nó làm như là nhà nó ấy các bạn. Đây, khuôn viên nhà mình đây. À đây là cái sân chơi nhà mình các bạn ạ. Ở trên này là còn có cái mái tre các bạn nha. Rồi đấy, sân chơi ngoài vườn. Ok đấy, tên trộm này nhà mình đẹp như này nên là hắn vào nhà mình ấy các bạn. Rồi ok. Hắn lại đi ra ngoài rồi các bạn ơi. Được rồi, mình sẽ nhanh chóng chạy lên tầng 2 nha các bạn nhá. Chắc chắn là có chuột ở trên tầng 2 thôi. Bởi vì bình thường mình hay ăn bánh ngọt các thứ ở trên phòng mình trên tầng 2 ấy các bạn. Thế nên là trên tầng 2 là hay có chuột trên đấy lắm. Rồi bây giờ đây là sân thượng. Cái nhà mình nó như mê cung ấy các bạn. Ui giời ơi, định đi ra thì cửa nó lại đóng đập vô mặt các bạn ạ. Rồi bây giờ mình đi nè. Đâu nào, xem chuột ơi. Chuột ơi, ta bảo chuột này. Chuột đi đâu đấy, chuột quay về với ta. Rồi mọi hôm ấy thì là mình không thích chuột đâu các bạn. À cái phòng này nó tăm tối, kiểu khi có chuột này. Ui, cái phòng này không có người ở các bạn nè. Ui, cái phòng này là bình thường làm nhà kho của mình đây này, nên là không có người ở. Rồi bây giờ thì mình chuột đâu nhỉ? Bây giờ mình tìm hơi khó ấy các bạn, khó phết đi. Rồi ok, mình sang cái phòng này để xem nha. Phòng này nè. Mở nè. Ui, đây các bạn ơi, chuột. Ui rồi, chuột mình nuôi ở trong lồng rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy cái chuột này nhá.
đấy, ạ phải đứng vào cái chỗ ô xanh này mới lấy được cái chuột này cơ. Đi nó lệch các bạn ạ. Ok, cầm chuột trong tay, mình đi ngay xuống dưới. Ui giời ơi, cái cửa này nó lại đập vô mặt mình rồi. Nên trộm chúng ta lại đi lên tầng nữa các bạn ơi. Hỏng rồi. Mở cửa. Rồi, ok, mình chui vào đây, mình trốn vào đây nha. Trốn vào đây. Đóng cửa. Rồi, để xem hắn là lại đi xuống rồi các bạn ạ. Cái tên trộm này ấy gọi là đẻ vào cái giờ đi các bạn ạ. Chỉ đi lên tầng và đi xuống thôi. Nhà mở này. Mở. Ôi giời ơi, lại đập vô mặt lần nữa rồi. Đi ra ngoài rồi các bạn. Ôi giời ơi, đập vô tường. Rồi, hắn ta đi ra ngoài rồi các bạn ơi. Nào, đi xuống thật nhanh nào. Ở cái nhà này có mỗi cái bánh ngọt, bây giờ mình sẽ vào ăn. Ui, hắn định vào ăn rồi các bạn ơi. Rồi, để vào đây. Chuột ơi, ăn nhanh lên. Wow, tại sao chuột ăn mất bánh của ta? Tại sao? Wow, các bạn ơi, chuột ăn mất bánh của tên trộm này rồi. Thế hóa ra là cũng ăn bánh của mình luôn à? Chuột ăn mất mà cái tên trộm này. Ui giời ơi, còn dám gọi cả kiểu như là shipper mang hàng đến nhận ở nhà mình luôn cơ các bạn ạ. Mà ấy, hắn ta này rất buồn cười ấy các bạn nhá. Từ nãy giờ ơi, mình chạy lăng xăng như thế không nhìn thấy mình đâu. Bởi vì sao? Bởi vì hắn đeo một cái dây đen xì trên mắt đấy các bạn. Nên là hắn không có nhìn thấy mình đâu, nhìn mờ mờ thôi. Rồi, bây giờ hắn có một cái bưu phẩm nha các bạn nha. Mình sẽ chôn cái gì hắn vào cái bưu phẩm này đây. Bây giờ mình sẽ lấy một cái pháo bông đi các bạn ơi. Wow, làm cho hắn giật mình. Hắn nghĩ rằng có ai đó đang để ý đến hắn và hắn sẽ đi ra khỏi nhà mình luôn. Ok, được đấy. Rồi, bây giờ nha, mình đang ở đâu đấy? Trời ơi, mình đang ở trong nhà tắm nè các bạn ơi, nhà vệ sinh. Đây là cái bồn cầu nhà mình. Cái bồn cầu, ôi dồi ôi, cái bồn cầu này nó hơi cũ các bạn ạ. Nó đen quá là đen. Ôi dồi ôi, cái bồn rửa mặt. Cái gì đây? Đây là cái máy giặt đó. Uầy, cái máy giặt này mình tưởng là cái máy gì nó cũ cũ các bạn ạ. Tưởng là cái máy gì nó han hóc nằm vật vã ở đấy rồi. Ôi giời ơi. Rồi, cái máy giặt các bạn ạ, cái máy giặt đen xì lì. Ok, thì bây giờ mình đi ra mình xem có cái gì mà có thể chôn hắn được không nha các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra đây nè. Xem có cái gì không ta. Rồi, cái cửa, mở cái cửa. Ok, đi vào đây. Ui, lại là cái nhà tắm tiếp các bạn ạ. Cái nhà này nó to, thế nên là bố mẹ mình xây ấy, mỗi người một cái nhà tắm các bạn ạ. Ở mỗi tầng luôn. Ở trong này nó không có cái gì các bạn ạ. Không có pháo bông. Ok, đây mình sẽ tìm hết tầng dưới nha, rồi tìm lên tầng trên. Ui rồi, không có, chắc chắn ngoài này không có tên trộm các bạn ơi. Mình sẽ đi lượn lượn qua bên này. Trời ơi, sợ quá. Rồi, ok, đấy. Nè, mở cửa. Lù lại đây. Rồi, vào đây. Ui, cửa này khó mở ta. Rồi. Cái cửa này nó khó mở, không mở được cái sao các bạn ơi. À, cái cửa này như là cái cửa chính. Nó tên trộm các bạn ơi. Rồi, cái cửa bên đấy làm cho đẹp thôi các bạn ạ. Còn bố mình đóng đinh chặt lắm rồi, không mở được. Bởi vì bên đấy là không có phòng. Rồi, vào đây không có gì luôn ấy các bạn ơi. Không có cái gì là sao? Ui, không có cái gì luôn các bạn ạ. Không có một cái gì luôn. Và tên trộm đi ngoài kia kìa. Hắn ta đi anh hùng không? Như kiểu là đi nghỉ dưỡng nhà hắn không? Rất là oai. Cái gì đây? Đây rồi các bạn ơi. À, pháo bông. Rồi, cái này. Rồi. Nhưng đây là pháo bông đồ chơi nha các bạn nhé. Đồ chơi. Không phải thật nha các bạn nha. Mà đây là game. Cũng không phải thật luôn. Bởi vì nếu mà ở ngoài thật mà chúng mình nghịch những cái này thì cực kỳ là nguy hiểm. Thế nên là sao? Đây chỉ là game.
Ok, và đây chỉ là những trò trôn ở trong game thôi các bạn nha. Ngoài đời nếu mà mình thấy những tên trộm này vào nhà mình cái là ai, mình phải làm sao? Mình phải báo các chú cảnh sát ngay và luôn, chứ còn làm sao nữa, đúng không các bạn? Rồi. Ok, bây giờ mình đi. Đây. Ui, rồi. Ai à, không vứt được các bạn ơi. Khó quá, không vứt được. Đi bên này mới vứt được cơ. Wow. Yeah.